Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu tri thức của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tự tin giúp cho con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn, tinh thần được thoải mái hơn và khỏe khoắn hơn. Và ngoài ra, nó còn là chìa khóa của sự thành công. Nó giúp cho trẻ khám phá được khả năng của bản thân và thể hiện năng lực đó ở những hoàn cảnh phù hợp. Và chuyên mục Nhịp cầu tri thức tuần này xin giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách Hình thành lòng tự tin cho trẻ của tác giả Hà Linh, nhà xuất bản Thời đại năm 2010. Trong cuốn sách Hình thành lòng tự tin cho trẻ, độc giả sẽ bắt gặp nhiều câu chuyện, nhiều bối cảnh mà mình vẫn gặp hàng ngày. Ví dụ, trong một buổi tụ họp gia đình có trẻ nhỏ tham gia, khi nói đến vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, cả nhà vừa xem xong một chương trình truyền hình có liên quan đến giáo dục thường thức. Trong bàn ăn, bà nội liền nhắc nhở mẹ của trẻ: cái mà con Quỳnh bị thiếu mất từ nhỏ, đó là sự động viên. Sau này các con không được mắng cháu nữa nhé. Nào, Quỳnh cạn ly với bà nội nào. Quỳnh rất giỏi. Người bà nội này đã nhận thức được rằng tính quan trọng đối với việc giáo dục trẻ nhỏ là việc tốt. Nhưng thường thức một cách thẳng thắn như thế sẽ làm cho người ta cảm thấy trong đó có sự giả dối lớn, là điều không thỏa đáng. Nên biết rằng đứa bé trong ví dụ trên đã có thể hiểu hết những ý nghĩa trong câu nói của người lớn. Có thể trong lòng đứa trẻ còn nghi ngờ rằng cạn một ly rượu cùng bà nội thì có gì là giỏi. Cuốn sách Hình thành lòng tự tin cho trẻ giúp các bậc làm cha, làm mẹ xóa bỏ được những trăn trở, khó nghĩ thường gặp, thoát khỏi những phương pháp giáo dục sai lầm, ngộ nhận, thực sự trở thành bậc phụ huynh mẫu mực, giáo dục con cái thành công. Cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Cần phải hiểu như thế nào về giáo dục thường thức. Chương 2: Nhận biết ý nghĩa của giáo dục thường thức. Chương 3: Nắm bắt nội dung của giáo dục thường thức như thế nào. Chương 4: Nắm bắt những điều cốt lõi của giáo dục thường thức. Chương 5: Tuân theo những nguyên tắc của giáo dục thường thức như thế nào. Và chương 6: Làm thế nào để không mắc những sai sót trong giáo dục thường thức. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục thường thức là một loại hình giáo dục thành công. Nó không những khiến cho con trẻ luôn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy tự tin vào bản thân. Đồng thời, nó còn góp phần không nhỏ trong việc củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, khiến cho tình yêu thương trong gia đình luôn tràn ngập. Mỗi bậc làm cha, làm mẹ đều yêu thương con cái của mình. Họ đều tin tưởng vào khả năng tiềm tàng to lớn ở con cái của họ. Nhưng để khai thác được tiềm năng đó, còn cần đến sự chăm sóc, cách giáo dục đúng đắn của cha mẹ, như khi dạy con tập nói, tập đi. Nếu bạn cho con cái lòng tự tin mãnh liệt, nó sẽ giúp chúng được vững bước và quyết tâm hơn trên con đường chinh phục thành công. Ngược lại, nếu giáo dục mang tính áp đặt, nó sẽ làm tăng thêm tâm lý chống đối ở trẻ, gia tăng áp lực nặng nề về mặt tâm lý cho chúng, phát sinh những trạng thái tâm lý tiêu cực như chán ghét học tập, thậm chí nảy sinh ý muốn phản kháng, chống đối, để cuối cùng đi vào con đường sai lầm. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng cuốn sách Hình thành lòng tự tin cho trẻ đã có thể giúp quý vị và các bạn nắm bắt được nội hàm chính của việc giáo dục thường thức, học được cách dạy dỗ con cái hợp lý đúng đắn để con trẻ có được lòng tự tin cho cuộc sống hiện nay. Cuốn sách hiện đang có tại thư viện tỉnh, mang ký hiệu môn loại 649. Mời quý vị và các bạn đến tìm đọc. Tới đây thì chuyên mục Nhịp cầu tri thức của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phối hợp với thư viện tỉnh thực hiện cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.